2 năm trước. Toàn bộ xe giảm tốc dừng xe. Mọi người chờ lệnh của tôi. Nhận được ạ. Phía trước có tình huống, mọi người giữ cảnh giác. Đi theo, mọi người đi theo. Phía trước có kẻ địch. Đi theo tôi, chú ý ẩn thân, nghe rõ. Dốc hết sức. Coi chừng lựu mìn. Yểm hộ tôi. Tôi đang thay đạn, đang thay đạn. Giữ nguyên vị trí. Khu C đã bị tấn công, chúng ta phải chi viện. Xin được chi viện. Nghe rõ, bảo vệ con tin rời khỏi. Chắc chắn có nội gián trong chúng ta. Có người đã để lộ tin. Rút đi, lão Triệu. Còn không đi là các anh em đều sẽ phải chết ở đây đấy. Rút đi, mọi người rút đi. Chịu đựng chút. Rút lui. Mọi người rút lui. Vệ sĩ đặc biệt 2.
Đồ của anh đắt quá, tính rẻ cho tôi tí được không? Sao hả, không hài lòng à? Anh bị câm hả? Chào anh. Alo, nói chuyện với anh đấy không nghe hả? Đúng, vừa đưa đến. Từ sau khi Lý Nguyên chết thì lô đồng Bitcoin mà hắn mang đi giống như là bốc hơi giữa nhân gian. Tài liệu hiển thị là Lý Nguyên không phải cô nhi như trước đó hắn nói. Hắn đã giấu người thân của mình đi. Anh phái người đi một chuyến đi, có lẽ sẽ tìm được manh mối có giá trị đấy. Được, tôi sẽ xử lý chuyện này. Nhưng mà anh cũng đừng quên lời hứa với tôi. Yên tâm đi, sau khi tìm được đồ thì cái của anh sẽ là của anh. Dẫn họ về đi, muốn sống hay chết. Ngày đầu quen biết tôi hả? Biết rồi. Freddy, hả? Anh đi điều tra nguyên nhân cái chết của Lý Nguyên đi. Cái gì? Thế giới này giống như một quả trứng. Có người ăn nhiều thì chắc chắn sẽ có người ăn ít. Anh ăn nhiều hơn một miếng, hoàn toàn không cần phải giành từ tay của người khác. Anh có thể làm người chia bánh kem mà. Anh Triệu, anh về rồi à? Phong Lôi à, về rồi sao? Phải, chút nữa uống với tôi vài ly nhé. Được. Thằng nhóc này được đấy. Lúc tôi đến thì tôi vẫn còn nhỏ. Thoáng cái mà đã nhiều năm trôi qua. Cậu xem Tiêu Tinh cũng đã ra dáng thiếu nữ rồi này.
Lúc đó nơi này rất hỗn loạn. Cậu nhìn cây súng trên tường đi. Hôm khác tôi dạy cậu. Được. Bố, bố đừng làm khó anh Triệu nữa. Thằng nhóc cậu. Được lắm đấy. Tôi không nhìn lầm cậu. Uống nào. Từ khi cậu đến đây vào 2 năm trước thì tôi đã thấy cậu không phải người bình thường rồi. Bác Lì, cháu chỉ là người giao hàng. Tôi không uống nữa. Tôi đi ngủ đây. Anh Triệu đừng để ý nha. Bố tôi uống say rồi. Ừ, không sao đâu. Cũng không còn sớm nữa. Cô cũng nghỉ ngơi đi. Nghe nói sau khi chết người ta sẽ biến thành ngôi sao trên trời. Anh tin không? Tôi tin. Anh nhìn ngôi sao kia đi. Xem có phải anh tôi không? Chắc chắn là vậy. Là anh ấy đã phái anh đến bảo vệ chúng tôi. Sau khi anh tôi chết đi, bố tôi không còn nói nhiều như hôm nay nữa. Cảm ơn anh, Phong Lôi. Cảm ơn cô nhé. Tiêu Tinh, lên chùa cầu nguyện giúp bố nhé. Phù hộ cho chúng ta bình an. Cuối năm là về nước rồi. Con biết rồi bố. Lá rụng về cội. Ba cậu đi theo tôi. Hai người dắt tên đó về. Hiểu chưa? Dân. Các người làm gì đây? Đi theo chúng tôi một chuyến. Đi theo các cậu. Bố làm gì hả?
Các cậu muốn làm gì? Nói. Ai bảo các cậu đến đây? Này, cô chính là em gái của Lý Nguyên đúng không? Có chuyện muốn nói với cô. Đi theo chúng tôi. Anh là ai? Người bình thường. Rốt cuộc lúc còn sống Lý Nguyên đã làm gì? Bố, cố chịu chút. Không kịp nữa rồi. Bố cố gắng đến giờ là để chờ hai đứa về. Bố muốn nói, con trai bố không phải người xấu. Cái chết của nó cũng không phải tai nạn. Nó tiếp xúc với đám người xấu đó là rất nguy hiểm. Tiêu Tinh, tôi giao lại cho cậu. Giao lại cho cậu. Cậu phải dẫn nó về. Về nước. Được. Thank you.
Người đó không phải người bình thường. Lần này là tôi sơ ý rồi. Xin anh cho tôi thêm một cơ hội. Tên này hơi thú vị đấy. Xuất phát. Đủ rồi. Dẫn người đi. Minh Dĩ, anh đang làm việc cho ai? Minh Dĩ, giờ tôi đang rất bận, không có thời gian chơi với anh. Triệu Phong Lôi vẫn chưa chết. Cái gì? Không phải anh nói đã xử hết những người biết chuyện rồi sao? Minh Dĩ, giờ tôi đang hơi nghi ngờ năng lực của anh đấy. Tùy anh, tôi không thể không làm. Anh sao vậy?
Đây không phải là Minh Dĩ. Không sợ hãi gì mà tôi quen. Anh đang sợ hãi hay muốn tôi cho anh thêm tiền? Đây không phải vấn đề tiền bạc, mà là anh là người có tình nghĩa. Như thế rất tốt. Nhưng Minh Dĩ à, giờ chúng ta là người cùng thuyền. Anh cảm thấy nếu Triệu Phong lôi tôi biết chuyện 2 năm trước, tại sao Triệu Phong lôi lại xuất hiện ở nhà Lý Nguyên? Rốt cuộc anh cô đang ở đâu?
Các anh là ai? Có phải các anh đã giết bố tôi không? Đây là lỗi của anh cô. Lý Nguyên không phải người như cô nghĩ. Anh ta không phải là người tốt gì đâu. Không thể nào. Tôi sẽ không tin anh. Anh tôi đã chết đi rồi. Cô quá ngây thơ. Người thông minh như anh ta sao có thể... Anh cô đúng là một thiên tài. 3 năm trước, anh ta dùng kỹ thuật sở trường của mình cướp trong tay chúng tôi một số lượng lớn đồng Bitcoin. 3 năm nay chúng tôi luôn theo đuổi tung tích của anh ta, nhưng anh ta cứ như đã bốc hơi. May là người của chúng tôi đã dùng đủ mọi cách để tìm được các người, mới giúp chúng tôi có được con ác chủ bài là cô. Nếu không có Lý Nguyên thì mọi chuyện sẽ không xảy ra. Thế nên người giết chết bố cô không phải tôi, mà là anh cô. Triệu Phong Lôi đang ở đâu? Tại sao súng lại ở chỗ anh? Bác Lý sao rồi? Nói tôi biết Lý Nguyên đã ở đâu. Anh ta chết rồi. Tôi không biết Lý Nguyên từng làm gì, nhưng anh ta đã đắc tội với một số người nên Tiêu Tinh đã bị bắt. Bác Lý cũng đã bị họ giết. Tại sao tôi phải tin anh? Sao anh chưa chết? Dẫn tôi đi gặp anh ta.
Mau đuổi theo. Ở bên kia. Tại sao anh lại chỉ trích tôi? Bao nhiêu năm nay tôi trốn ngược trốn xuôi, sống mà người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tôi muốn trả thù họ, tôi chỉ muốn nhìn họ thua cuộc. Anh chẳng biết họ đã làm những gì với tôi.
Những người ngồi đây đều là thiên tài trong lĩnh vực lập trình. Tiếp theo sau, các người sẽ được kiểm tra đánh giá. Tại sao tôi phải làm cái này? Trong tay mỗi người đều có một bộ mã code phức tạp. Trong thời gian chỉ định, người nào học thuộc được nó thì mới có tư cách vào vòng sau. Họ là một tổ chức tên DHD, thế lực trải rộng khắp toàn cầu, thông qua web đen và các thủ đoạn để phân tán tội ác khắp thế giới. Thậm chí họ còn thay đổi lề lối của thế giới. Đó chính là thời khắc u ám nhất của tôi. Chúng tôi bị đưa đến một hòn đảo quang, lần lượt nhốt trong những căn phòng tối. Đó là nơi không có thời gian. Tôi phải không ngừng viết code. Vì tôi mà dừng lại, nghĩa là tôi sẽ chết. Lúc đó tôi chỉ có một tín niệm, là tôi phải đòi lại gấp đôi những gì tôi phải chịu. Tôi có thể hiểu nỗi tuyệt vọng đó, nhưng có đáng không? Những việc anh làm, người nhà anh đã phải chịu nguy hiểm thay anh. Anh cảm thấy tôi còn có lựa chọn khác không? Ít nhất giờ tôi vẫn còn sống. Anh còn sống. Nhưng bác Lý thì sao? Lý Nguyên, anh chỉ bị thù oán che mờ mắt thôi. Anh sai rồi. Tôi sai rồi sao? Tôi sai rồi sao? Vậy tôi phải làm sao? Tôi phải làm gì? Cứu Tiêu Tinh trở về. Triệu Phong Lôi, đưa điện thoại cho tôi. Không phải anh đang tìm tôi sao? Lý Nguyên gọi cho tôi. Cuối cùng đã thông suốt rồi sao? Vậy thì tốt. Chúng ta không nói mấy chuyện khác. Anh cầm đồ đi đi. Tôi muốn gặp em gái tôi. Cái này thì anh không cần lo lắng. Ngoan ngoãn giao mật mã và tài khoản ra đi. Anh có thể cùng em gái anh trở về nhà. Đừng gấp. Có phải anh còn thiếu tôi với một anh em đã chết một lời giải thích không? Anh có ý gì? Nhiệm vụ 2 năm trước. Tại sao? Triệu Phong Lôi, anh lừa tôi. Hai người quen biết nhau. Mình dĩ. Nói đi.
Mendes đang tìm anh. Anh định xử trí Trừ Phong Lôi như thế nào? Tại anh cả, anh im đi. Nếu không phải tại anh, bố tôi sẽ không chết. Tôi không muốn nói nhảm với anh. Chuyện gì vậy? Người khác đâu? Bạn của tôi. Chúng ta có chung lý tưởng. Chúng ta chưa từng là bạn. Anh chỉ là sự cần thiết trùng hợp của tôi mà thôi. Không, cậu sai rồi. Cậu có thể lợi dụng tôi để có thứ cậu muốn, nhưng tôi không cần. Có lẽ với tôi mà nói thì cậu không hề có giá trị lợi dụng. Sức mạnh sau lưng tôi các cậu không hiểu nổi đâu. Sức mạnh này thậm chí thay đổi cả thế giới này. Cậu cảm thấy như thế nào? Cậu tính toán như thế nào đây? Đã thế thì anh bảo sức mạnh sau lưng anh giúp anh làm những chuyện mờ ám đó đi. Cần gì biết tôi tính gì chứ? Mình dĩ sức chịu đựng của tôi có giới hạn. Tôi cũng thế. Hơn nữa, anh đang uy hiếp tôi đấy sao? Chia nhau làm. Con tin bị nhốt ở đâu? Tổ trưởng Trần, thành viên DHD chúng tôi luôn điều tra Mendes và Minh Dĩ đã xuất hiện. Tình báo vừa nhận được điểm ẩn thân của họ. Được biết hậu duệ của một tổ chức cũng đang rơi vào nguy hiểm ở đây. Tổ công tác của các anh hãy đến chi viện.
Tình huống thế nào? Quán loạn gì chứ? Minh Dĩ, chuyện gì vậy? Hai người bảo vệ Mendes rời khỏi đây trước đi. Vâng. Bắn giỏi lắm phải không? Tôi quá thất vọng. Người của chúng ta đều là lính đánh thuê được đào tạo bài bản, bị mấy người không rõ lai lịch làm rối tung cả lên. Anh rời khỏi đây trước đi. Tôi sẽ cho anh một lời giải thích. Triệu Phong Lôi, tình huống thế nào? Hoảng loạn gì chứ? Hai người đưa Mendes rời khỏi đây trước đi. Triệu, sao lại là cậu? Tôi tưởng hai năm trước cậu đã chết rồi chứ. Nếu tôi chết thì sẽ không còn ai biết được rốt cuộc hai năm trước đã xảy ra chuyện gì. Các người có thể sống vô tư. Minh Dĩ, anh thật sự không có gì muốn nói với tôi sao? Không gì hay ho để nói cả. Để có những thứ hiện tại, anh đã liên kết với anh ta để bày ra trận này, diệt khẩu hết tất cả những anh em tham gia nhiệm vụ. Tất cả chỉ là để che giấu cho anh ta, để anh ta được tiêu dao tự tại. Anh có biết người anh ta muốn mua chuộc nhất không phải là anh sao? Đừng hòng. Ngày mai tôi sẽ giao anh cho đặc công bên chính phủ Bolivia phái đến. Anh còn gì muốn nói không? Cậu có từng nghĩ đến hậu quả khi giao tôi ra sẽ nghiêm trọng như thế nào không? Tôi không quan tâm. Tôi chỉ hoàn thành chức trách của mình. Thả tôi đi, cậu sẽ được một số tiền lớn và tất cả những thứ cậu muốn.
Không thể nào, không ai có thể làm được. Tôi đã từng điều tra cậu, cậu là người có giả tâm. Cậu sẽ không cam tâm sống cả đời bình thường thế này. Mà Mendes anh, bác Lý Nguyên phối hợp giúp anh trộm đồng Bitcoin. Không ngờ anh ấy đã phản bội anh. Anh muốn dùng số tiền này để mua chuộc nhiều tổ chức khủng bố hơn, bí mật lẻn vào ba quốc gia trên thế giới để thực hiện khủng bố, hòng khống chế các ngành y tế, vũ khí để trục lợi. Cho nên bất cứ quốc gia hay khu vực nào đang hỗn loạn đều sẽ giúp tập đoàn ông bành trướng. Triệu, cậu phân tích rất rõ ràng. Không uổng công ban đầu tôi đã xem trọng cậu. Bành trướng thì có gì không tốt? Tiền có thể biến thiên sứ thành ác quỷ, càng có thể làm hai người trở mặt thành thù. Chuyện tôi phải làm chỉ là đứng cạnh xem kịch là được. Minh Dĩ, muốn bảo vệ những thứ cậu đang có thì không cần tôi nói nhiều, đúng không? Chúc các cậu may mắn. Triệu Phong Lôi, tại sao anh không bao giờ nhìn rõ hướng đi vậy? Nên anh mãi luôn là kẻ thua cuộc. Tôi thua cuộc vì tôi xem anh là anh em.
Mình dị, anh đã không còn đường lui rồi. Thả Tiêu Tinh ra đi, gánh chịu những gì nên gánh chịu. Triệu Phong Lôi, anh vẫn như xưa. Giờ người phụ nữ của anh đang trong tay tôi, anh lấy đâu ra tự tin vậy? Được, kết thúc đi. Được, đã thế, tôi sẽ giải quyết sạch sẽ những...
Chào anh, tôi tên Tiêu Tinh.
Shit.